lòng ấm đong đầy. Mưa rơi dù em cho anh đường về, thành dịu trong cái chiếc xa bờ từng nhịp dây qua. Cuối cùng là thằng béo ra được. Xa bồi hồi, soi sáng đêm lá đang chuyển, bao buồn vui qua rồi. Nhưng mà chưa biết. À đây. Xếp đây. Xa vậy. Tiếp đấy. Cảm ơn rất nhiều. Sơn tường. Cảm ơn rất nhiều. Ô hát tiếp này. Lạc trôi à? Hôm nay không được hát lạc trôi. Yeah. Vì à? Mọi người có thấy lạnh không ạ? Ô hát tiếp này. Bên này có lạnh không ạ? Bên kia sao ạ? Mọi người có thể say yeah. Yeah. Oh yeah. Một lần nữa được không ạ? Tôi thấy bên này hình như hơi nhỏ. Tôm đâu rồi? Ở đây. Say yeah! Oh yeah! Tuyệt vời ông mặt trời! Đây bài gì? Mọi người có thể đoán ra là bài hát gì không ạ? Đúng rồi, như lạc trôi ấy. You ready? Lạc trôi đúng rồi. À không phải dạng vừa đâu. Bài này bị. Yeah, yeah. Âm thanh nào đó. À ha. Âm thanh nào đó. Ôi, quả loa rất là to. Hey. Trong đêm nay anh mang 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 những chân ngoài tóc tay một tí riêng một tí chơi một tí chỉ mình kêu quá nào. Không biết bài này có gì up ở đâu không? Anh đánh quá hot. Thật sự anh đánh quá hot.
vì là vì có nhiều nhiều quá nên xong được cũng phải cô chào bập bùng cháy 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 hết quần nói luôn rồi. Nhìn ở điện thoại còn nét hơn là mình nhìn. Sẽ có một buổi tối thật vui vẻ, thật hạnh phúc, thật ấm áp bên nhau được không ạ? Xin chào các bạn, hẹn gặp lại Hà Nội. Xuân Tùng hát có một bài thôi à? Tự xếp.
Để chúng mình hay sao ấy. Đây bài gì hả?